Trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 8, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tiên với các tín hữu và các khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa tin mừng Chủ nhật thứ 22 thường niên năm A về việc Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài và khiển trách Phêrô vì đã ngăn cản Ngài thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến sự nối kết tin mừng Chúa nhật thứ 22 thường niên với Chúa nhật tuần trước. Sau khi Thánh Phêrô đại diện cho các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và là con Thiên Chúa, thì chính Chúa Giêsu đã bắt đầu nói cho các ông biết về cuộc khổ nạn của Ngài. Suốt hành trình tiến về Jerusalem, Chúa Giêsu đã giải thích cách công khai cho các bạn hữu của Ngài những gì đang chờ đợi Ngài ở thành thánh. Chúa Giêsu loan báo trước mầu nhiệm về cái chết và sự phục sinh, sự sỉ nhục và vinh quang của Ngài. Chúa nói rằng Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nhưng các môn đệ không hiểu những lời Chúa nói với các ông, bởi vì đức tin của các ông chưa được trưởng thành, và tâm trí của các ông còn theo thế gian. Các ông nghĩ về một chiến thắng quá trần tục, và vì thế các ông không hiểu nổi ngôn ngữ của thập giá. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về phản ứng của Thánh Phêrô trước những lời loan báo của Chúa Giêsu. Trước viễn cảnh có thể xảy ra đối với Chúa về sự thất bại và cái chết trên thập giá, Thánh Phêrô đã tỏ ra thái độ phản đối. Xin Thiên Chúa thương đừng để cho Thầy gặp chuyện ấy. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này của Thánh Phêrô. Ông tin vào Chúa Giêsu, muốn theo Chúa, nhưng không chấp nhận vinh quang của Ngài qua cuộc khổ nạn. Đối với Thánh Phêrô và các môn đệ khác, và cả đối với chúng ta, thập giá là cớ vấp phạm, trong khi Chúa coi việc chạy trốn khỏi thập giá là cớ vấp phạm. Nghĩa là chạy trốn khỏi thánh ý của Chúa Cha, khỏi sứ vụ mà Cha đã giao phó cho Ngài vì ơn cứu độ chúng ta. Vì điều này, Chúa Giêsu đã trả lời Phêrô: Satan lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Đức Thánh Cha nhận xét, 10 phút trước đó, Chúa Giêsu khen ngợi và hứa cho Thánh Phêrô trở thành nền tảng của giáo hội của Ngài. 10 phút sau, Ngài gọi ông là Satan. Làm sao chúng ta hiểu được điều này? Đây cũng là điều xảy ra với tất cả chúng ta. Trong lúc sốt sắng, nhiệt thành, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu và tiến bước. Nhưng trong lúc chúng ta gặp thập giá, chúng ta chạy trốn. Chúa Giêsu nói Satan cám dỗ chúng ta. Chính thần dữ, ma quỷ làm chúng ta xa rời thập giá. Tới đây hướng về tất cả, Chúa nói thêm: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Theo cách này, Chúa chỉ ra con đường dành cho các môn đệ, thể hiện qua hai thái độ. Trước tiên là từ bỏ chính mình. Điều này không có nghĩa là một sự thay đổi bên ngoài, nhưng là một sự hoán cải, một sự thay đổi hoàn toàn các giá trị. Và thái độ thứ hai là vác thập giá mình mà theo. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu chú ý rằng, điều này không chỉ là việc chịu những đau khổ hàng ngày cách kiên nhẫn, nhưng còn mang nó với đức tin và trách nhiệm. Như thế, vác thập giá trở thành việc tham dự với Đức Kitô cho ơn cứu độ thế giới. Hãy nghĩ về điều này. Thánh giá mà chúng ta treo trên tường hoặc thánh giá nhỏ mà chúng ta đeo nơi cổ là dấu chỉ cho thấy chúng ta muốn kết hợp với Chúa Kitô trong sự phục vụ anh chị em với tình thương, đặc biệt là những người bé nhỏ và mong manh nhất. Thánh giá là một dấu hiệu thánh của tình yêu Thiên Chúa và của hy sinh của Đức Kitô, và không bao giờ được giảm xuống để biến thành một đối tượng mê tín hoặc một đồ trang sức. Mỗi khi chăm chú nhìn vào hình ảnh Chúa Kitô bị đóng đinh, chúng ta nghĩ rằng người là tôi tớ đích thực của Thiên Chúa đã hoàn thành sứ mạng của mình bằng cách trao ban sự sống, đổ máu để tha thứ tội lỗi. Do đó, nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ của người, chúng ta được mời gọi noi gương người, hiến dâng cuộc sống vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Xin Đức Trinh Nữ Maria đấng kết hợp với con của mẹ trên đồi Canvê giúp cho chúng ta không lùi bước trước những thử thách và đau khổ mà chứng tá tin mừng phải đối diện. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tiên và ban phép lành cho các tín hữu. Angelus Domini, nunc abit Maria. Concepite Spirito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni officiamur promissionibus Christi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới chăm sóc thụ tạo mùng 1 tháng 9 năm 2020. Từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10, chúng ta sẽ cử hành năm thánh của trái đất để nhớ lại việc thành lập ngày này cách đây 50 năm của các anh chị em Kitô hữu thuộc các giáo hội và truyền thống khác nhau. Tôi chào mừng các sáng kiến được thúc đẩy trên khắp thế giới về chủ đề này, và một trong số đó là buổi hòa nhạc diễn ra hôm nay tại nhà thờ chính tòa Port Louis, thủ đô Mauritius, nơi không may xảy ra một thảm họa môi trường. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói Ngài đang theo dõi và quan tâm đến tình hình căng thẳng ở khu vực phía đông Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha kêu gọi một cuộc đối thoại xây dựng và tôn trọng luật pháp quốc tế để giải quyết các xung đột đe dọa hòa bình các dân tộc trong khu vực. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, đặc biệt là các tín hữu cùng với quốc kỳ mà Ngài có thể nhận ra từ cửa sổ dinh tông tòa. Đó là quốc kỳ của Đông Timor, Ba Lan và Argentina. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật bình an và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.